Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Hoàn thiện hơn nữa chính sách cũng như đề ra các quy định chặt chẽ việc công nhận liệt sĩ thương binh trong thời bình. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã dành tâm huyết cả đời mình để phụng sự Đảng, quân đội và nhân dân Việt Nam. Cần tiếp tục tăng cường kiểm soát người nhập cảnh bất hợp pháp, đặc biệt là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Và sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 11 tháng 8 thảo luận về dự án pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi. Các thành viên Thường vụ Quốc hội đề nghị cần đảm bảo tính khả thi của pháp lệnh trong thực tế, cũng như đề ra các quy định chặt chẽ trong việc công nhận liệt sĩ thương binh trong thời bình. Tại phiên họp, nhiều thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng dự thảo pháp lệnh đã đảm bảo tính thống nhất với hiến pháp và các luật khác. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cần quan tâm tới việc đảm bảo pháp lệnh khả thi trong thực tế. Cái tính khả thi của cái pháp lệnh này thì tôi vẫn thấy là cần phải tính toán cho nó thật đầy đủ. Lẽ ra ví dụ như bây giờ trong cái báo cáo đánh giá tác động hay tổng kết, chúng ta thấy rằng là với tất cả những chính sách dự kiến thế này thì mỗi năm ngân sách nhà nước phải bỏ ra là mấy chục nghìn tỷ, ví dụ thế. Thì rất dễ cho cái việc mà khi mà chúng ta xác định ở đây đối tượng và cái mức chính sách hỗ trợ như thế nào. Đối với vấn đề công nhận thương binh liệt sĩ trong thời bình, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình. Tuy nhiên nhấn mạnh cần có các quy định chặt chẽ để tránh sai sót hoặc trục lợi chính sách. Về cái điều kiện là công nhận là liệt sĩ thì tôi thấy đề nghị là nên chỉnh sửa lại do bệnh tật, do tai nạn khi trực tiếp làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở biên giới, hải đảo, mà thậm chí tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh hoặc là cứu hộ cứu nạn để phòng chống thiên tai nữa. Tại vì trong thời bình chúng ta chắc chắn tới này cái đối tượng này là chúng ta phải quan tâm. Những cái tấm gương đặc biệt dũng cảm thì cũng có thể được công nhận là liệt sĩ, cũng có thể là công nhận là thương binh. Tuy nhiên ý, thì báo cáo chỉ là chúng ta vẫn cần phải có những quy định rất là cụ thể là những tấm gương đó phải được công nhận ở một cấp nào đó. Thì chúng ta cũng nên phải rà soát cho nó chặt chẽ. Thực ra đây là sự tôn vinh, mà nếu chúng ta tôn vinh không đúng ý, thì đúng lẽ có cái tác động ngược trở lại. Không đồng tình với dự thảo chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ cho các mẹ Việt Nam anh hùng theo hướng tính từng liệt sĩ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng cần phải theo hướng đảm bảo cuộc sống của các mẹ Việt Nam anh hùng tương ứng với mức phát triển của xã hội. Tôi đề nghị là nguyên tắc xem cái mức trợ cấp ưu đãi cho mẹ Việt Nam anh hùng để mẹ có thể sống được, chứ không phải đếm số con để trợ cấp cho mẹ. Một con mà hy sinh cũng đau đớn lắm, chứ không phải là một con thì ít thì cho một suất, nhiều con thì cộng lên. Các mẹ không có đòi cái đó đâu, sự hy sinh này không có đếm được. Tôi nói cái gì rõ thì hãy sửa, hãy thay đổi bổ sung, chưa rõ thì cái đang làm mà nó tốt thì chúng ta làm. Mà tôi nói xem cái mức trợ cấp đó cho các mẹ sống đàng hoàng, sống tốt, không có đếm số con để tính cho mẹ. Tại phiên họp, Thường vụ Quốc hội cũng đã thống nhất với đề nghị của Chính phủ là chưa bổ sung chính sách với thế hệ thứ 3 của các đối tượng nhiễm chất độc da cam vào pháp lệnh sửa đổi. Vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá nhưng vẫn nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành và chăm sóc cha mẹ liệt sĩ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Chiều nay, cho ý kiến đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm hệ thống miễn dịch mắc phải ở người HIV/AIDS, Thường vụ Quốc hội cho rằng sau khi tiếp thu các ý kiến của cơ quan chủ trì thẩm tra, rà soát đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, tính khả thi trong thực tiễn, đảm bảo bình đẳng giới, đảm bảo bí mật thông tin cá nhân, dự án luật đủ điều kiện trình Quốc hội tại kỳ họp tới. Thưa quý vị, trưởng thành từ một người lính cho đến khi giữ cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong suốt cuộc đời của mình đã dành cả tâm huyết để phụng sự Đảng, quân đội và nhân dân. Cuộc đời binh nghiệp của ông gắn liền với những cuộc chiến tranh của dân tộc, nhất là cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam và 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia.
Và qua câu chuyện của những người trong cuộc sau đây, những người một thời từng cộng tác làm việc với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, quý vị và các bạn sẽ hiểu thêm về một con người, về cuộc đời và sự nghiệp của một người luôn kiên định, nhiệt huyết với sự nghiệp của Đảng, của dân. Một quân nhân, một nhà lãnh đạo. Gần nửa thế kỷ phục vụ trong quân đội, phần lớn thời gian, đồng chí Lê Khả Phiêu trực tiếp chiến đấu ở nhiều chiến trường ác liệt như chiến trường Chỉ Thiên. Ông cũng chỉ huy một trung đoàn chiến đấu ngoan cường suốt 25 ngày đêm giữa Kinh Thành Huế trong Tết Mậu Thân. Và sau này, khi có mặt ở chiến trường Ca, trong đội hình quân tình nguyện Việt Nam Quả Cảm, ông là một trong những người tham gia chỉ huy những trận đánh đầu tiên cho đến ngày lực lượng cách mạng Campuchia tự đảm đương được công việc của mình. Có một cái sự kiện rất là đặc biệt, đó là việc mà quân đội, quân tình nguyện Việt Nam giúp quân về nước. Cái việc rút quân nó không quá phức tạp, nhưng mà cái khó khăn nhất đấy là xây dựng cái quân đội bạn vững mạnh, đảm bảo là bảo vệ được chính quyền cách mạng. Ông đã cùng những cái vị chỉ huy, các cái vị tư lệnh mặt trận đã giúp bạn rất là hiệu quả. Và sau này, khi mà tôi được tháp tùng ông đi thăm Campuchia khi ông là Tổng Bí thư, cũng như khi ông đã nghỉ, thì các nhà lãnh đạo Campuchia luôn luôn nhắc nhớ đến những cái điều mà ông ấy đã giúp quân đội Campuchia lúc bây giờ. Và chính cái yếu tố đó đã làm cái nền tảng rất là vững chắc cho cái đàm phán để mà đi đến tìm một cái giải pháp hòa bình ở Campuchia. Thập niên 80 của thế kỷ trước, khi còn là cán bộ cấp sư đoàn, ít có cơ hội gặp cấp chỉ huy. Nhưng Trung tướng Triệu Xuân Hòa đã đặc biệt ấn tượng về Phó Tư lệnh kiêm Chính ủy Bộ Tư lệnh 719, mật danh của Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, khi ông luôn nhắc nhở cấp dưới về xây dựng thế trận lòng dân. Bác hỏi thế khó khăn nhất của các cậu là gì? Thế thì bắt đầu là tôi nói là bây giờ khó khăn nhất là bây giờ công tác nắm địch. Có thể có lần này thì nó dừng là vài tiếng đồng hồ, có lần sau nó dừng cả ngày. Thế thì mình cơ động lực lượng là không kịp. Bác bảo chính đó đấy. Thế bây giờ các đồng chí là phải kết hợp chặt chẽ các bạn, vận động quần chúng và xây dựng lực lượng cơ sở trong dân. Chính dân mình là người báo cho ta tin nhanh nhất, mà chính xác nhất. Điều lớn nhất trong đời mà tôi học được là phải gắn bó chặt chẽ với nhân dân, được nhân dân bảo vệ, che chở nên mới tồn tại được. Ông đã chia sẻ như vậy trong nhiều cuộc trả lời phỏng vấn. Thế nên cởi mở và gần dân đã trở thành phong cách của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Thì Nguyên có cái biến động lớn ấy, thì lúc đầu ấy, thì anh ấy chỉ đạo cho quân đội, lúc ấy chúng tôi là tổng tham trưởng của Bộ Quốc phòng rồi, thì anh chỉ nói là thôi bây giờ quân đội đưa lực lượng vào, nhưng tuyệt đối là không được dùng vũ lực, mà phải dùng tuyên truyền vận động quần chúng là chủ yếu. Chấp hành lệnh của đồng chí Tổng Bí thư thì bên này chúng tôi tổ chức nhiều những đoàn công tác tuyên truyền vận động dân để không bị mắc mưu của những bọn xấu, không bị mắc mưu những bọn phản động. Và từng bước thì chúng ta tách ra, và cuối cùng thì giải quyết được Tây Nguyên ổn định. Quan điểm của anh Lê Khả Phiêu là luôn luôn là nhắc nhở quân đội, của nhắc nhở mọi người là phải luôn luôn quan tâm đến dân và đặc biệt những người nghèo để giúp đỡ, vì cái đó là cái lòng cốt để mà giữ vững cái ổn định chính trị. Kinh qua nhiều chức vụ, từ người lính cho đến lúc giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cho đến lúc đã nghỉ hưu, đồng chí Lê Khả Phiêu luôn là một người nhiệt huyết, hết mình cống hiến, có trách nhiệm với Đảng, với dân, với nước. Năm ngoái, khi nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chia sẻ: "Tuy đã nghỉ hưu, nhưng không có nghĩa là chỉ nghỉ ngơi mà phải tiếp tục nghĩa vụ của người đảng viên. Đó là làm được điều gì có lợi cho Đảng, cho nước, cho dân. Khi tim còn đập thì còn cống hiến." Và trái tim ấy đã ngừng đập. Nhận được tin nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu từ trần, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, lãnh đạo Vương quốc Campuchia và lãnh đạo Cộng hòa Cuba đã gửi điện chia buồn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Ngày 11 tháng 8, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội của ông Nguyễn Đức Chung. Quyết định nêu rõ tạm đình chỉ công tác để điều tra trách nhiệm có liên quan của ông trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác. Cập nhật thông tin về tình hình COVID. Chiều ngày 11 tháng 8, Việt Nam có thêm 16 ca mắc mới COVID-19 và thêm 1 ca tử vong. 16 ca mắc mới bao gồm 10 ca tại Đà Nẵng, 4 tại Quảng Nam và 2 ca ở Quảng Trị. Cụ thể là 10 trường hợp ở Đà Nẵng, gồm 4 bệnh nhân nam và 6 bệnh nhân nữ từ 14 cho đến 78 tuổi. 4 ca tại Quảng Nam đều là người nhà của bệnh nhân đã mắc COVID-19 trước đó. 2 trường hợp nữ bệnh nhân tại Quảng Trị cũng là F1 của người đã mắc bệnh ở huyện Gio Linh và Hướng Hóa. Trường hợp tử vong thứ 16 là bệnh nhân 832, 37 tuổi, ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, bị suy tim trên nền đái tháo đường type 1, viêm phổi nặng do COVID-19. Trước đó, bệnh nhân bị suy kiệt dài ngày. Bệnh nhân đã tử vong vào sáng ngày 11 tháng 8 sau 4 lần ngừng tuần hoàn hô hấp. Như vậy là đến thời điểm này đã có 863 ca mắc COVID-19 tại Việt Nam, trong đó 399 người đã được điều trị khỏi. Chưa có tình trạng bộ đội biên phòng tiếp tay cho hành vi xuất nhập cảnh trái phép trong thời gian qua, đặc biệt là thời điểm dịch COVID-19. Đây là khẳng định của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vào chiều ngày 11 tháng 8. Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, trong thời gian qua, số lượng người nhập cảnh trái phép tăng, trung bình mỗi ngày có khoảng 100 người, chủ yếu là cư dân biên giới sang làm việc. Số người này đã được bàn giao cho địa phương để cách ly theo đúng với quy định. Tuy nhiên, đã xuất hiện những đường dây được tổ chức chặt chẽ với những thủ đoạn mới như là trốn trên phương tiện vận chuyển hàng hóa thông qua các trang mạng xã hội hoặc là các ứng dụng trên điện thoại để móc nối, lôi kéo, hướng dẫn người xuất nhập cảnh trái phép. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu Bộ Quốc phòng chuẩn bị trang thiết bị, vật tư đảm bảo cho lực lượng biên phòng bám chốt, phòng chống dịch COVID-19, mong muốn các lực lượng quân đội và công an tiếp tục phát huy phòng chống dịch. Thông tin Đà Nẵng tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và Quảng Nam thành lập đội cơ động phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 sẽ có trong cụm tin vắn sau đây. Sáng ngày 11 tháng 8, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ đêm ngày 11 tháng 8 cho đến khi có thông báo mới. Riêng địa bàn huyện Hòa Vang đã thực hiện từ 13 giờ chiều cùng ngày. Thành phố cũng đang nỗ lực nâng cao năng lực xét nghiệm cho cộng đồng gấp 10 lần so với thời gian đầu. Như vậy, một ngày có thể xét nghiệm khoảng 7.000 tới 10.000 mẫu. Từ ngày 12 tháng 8, thành phố Đà Nẵng cũng sẽ triển khai phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân theo hình thức phát thẻ. Người dân sẽ được phát thẻ vào chợ theo ngày chẵn, lẻ, có đóng dấu của Ủy ban Nhân dân phường. Mỗi hộ gia đình sẽ được phát 5 thẻ vào chợ. Thẻ vào chợ chỉ có giá trị sử dụng một lần tại một chợ bất kỳ trên địa bàn thành phố. Trong khi đó, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vừa quyết định thành lập đội cơ động phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19. Đội cơ động phản ứng nhanh gồm 70 thành viên là cán bộ nhân viên của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam và sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam. Đội có nhiệm vụ tham gia điều tra, giám sát dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, giúp công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh được thực hiện khẩn trương, quyết liệt và có hiệu quả. Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không tổ chức phương án vận chuyển cho các hành khách đang mắc kẹt tại Đà Nẵng. Đây đều là các hành khách đã đăng ký và có nhu cầu được đưa về thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Chuyến bay đầu tiên sẽ bắt đầu ngay trong sáng ngày 12 tháng 8. Cục Hàng không cho biết, theo kế hoạch, trong liên tiếp 3 ngày tới, 12, 13 và 14 tháng 8 sẽ có 7 chuyến bay đưa toàn bộ hơn 1.400 du khách đang mắc kẹt tại Đà Nẵng về thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Danh sách gửi kèm gồm 828 hành khách về Hà Nội và 625 hành khách về Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó bao gồm nhiều trẻ em. Về cái đảm bảo an toàn cho các chuyến bay chở cho hành khách trên các chuyến bay chở khách từ Đà Nẵng đi, thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo và các hãng không đã thực hiện, sẽ thực hiện giống như các cái chuyến bay mà các hãng không Việt Nam chở khách người chở khách từ nước ngoài từ các vùng dịch về Việt Nam, tức là quy trình đảm bảo an toàn về mặt y tế là rất là nghiêm ngặt. Các hành khách đi từ Đà Nẵng sẽ về cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Các cơ quan đơn vị liên quan sẽ phối hợp trong việc đón trả khách tại các cảng hàng không làm sao để đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch của Bộ Y tế. Các hãng hàng không cũng đã sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ. Tại các đầu sân bay đi và đến, hãng đã phối hợp với các cơ quan chức năng, các cảng hàng không để hỗ trợ hành khách trong suốt quá trình làm thủ tục cũng như trong quá trình bay để tuân thủ các quy định về cách ly cần thiết. Các hành khách thì hiện nay có thông tin sơ bộ ban đầu mà Sở Du lịch Đà Nẵng cung cấp. Các hành khách đều có sức khỏe ổn định, chưa có biểu hiện gì bất thường. Thì đối với Hà Nội, chúng tôi tổ chức 2 chuyến bay bằng tàu bay A321. Và đối với Hồ Chí Minh thì chúng tôi tổ chức 1 chuyến bay bằng máy bay thân rộng A350. Các hành khách và phi hành đoàn sau khi trở về sẽ phải thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly y tế tại địa phương theo quy định. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã đề nghị các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tại các cảng hàng không xem xét hỗ trợ, miễn giảm các loại giá dịch vụ hàng không đối với các chuyến bay chở các khách du lịch đang ở lại tại thành phố Đà Nẵng về địa phương theo đúng quy định. Trong phần tiếp theo của bản tin, cá tra tìm đường tiêu thụ trước diễn biến của dịch COVID-19 phức tạp dẫn đến việc tiêu thụ tại hầu hết các thị trường đều chậm. Ý tưởng kết hợp hình ảnh của 54 dân tộc với những xu hướng mới của thế giới nhằm giúp quảng bá và bảo tồn văn hóa Việt. Cần tiết giảm chi phí, giảm lương thưởng, lợi nhuận để tiếp tục giảm lãi suất cho vay thực chất đối với các khoản vay hiện hữu và khoản vay mới. Đây là yêu cầu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước với toàn bộ hệ thống. Các ngân hàng tiếp tục tập trung nguồn lực mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực ưu tiên kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là tín dụng đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán. Đồng thời, các ngân hàng bố trí nguồn vốn cần thiết để phát triển các sản phẩm cho vay phục vụ đời sống, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân, góp phần hạn chế tín dụng đen. 6 tháng đầu năm, tín dụng toàn hệ thống ngân hàng tăng khá thấp, chỉ khoảng 3,26%. Ước tính xuất khẩu cá tra trong 7 tháng của năm 2020 chỉ đạt 828 triệu đô la Mỹ, giảm gần 27% so với cùng kỳ. Nguyên nhân được xác định là do thừa nguồn cung, trong khi diễn biến của dịch COVID-19 phức tạp khiến cho việc tiêu thụ tại hầu hết các thị trường đều chậm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng đã đến lúc loài cá tỷ đô cần tìm đường bơi mới. Ngán ngẩm về đầu ra, một hộ nuôi ở thành phố Cần Thơ nghiên cứu và cho ra 6 sản phẩm từ con cá tra, trong đó có cá tra một nắng, phi lê sấy khô, sấy chín, chả và gần đây nhất là snack từ da cá. Hầu hết là các địa phương trên cả nước đều thích sản phẩm này. Và mới đây nhất là miền Bắc thì cũng thích sản phẩm này mà ta thường đặt hàng online thì mình gửi hàng ra. Còn ở doanh nghiệp này, từ sau được quảng bá tại Hà Nội, đơn hàng bắt đầu nhiều hơn. Trung bình mỗi tháng là 100 đến 200 tấn cho thị trường phía Bắc. Thế là tiêu thụ nội địa lại được chú trọng khi rất nhiều sản phẩm từ cá tra được gấp rút nghiên cứu và cho ra lò. Thị trường nội địa là một thị trường rất là tốt cho cái đa dạng thị trường cho doanh nghiệp. Thì hiện nay nếu mà thị trường nội địa mà được mở ra như thế này thì sẽ giảm áp lực xuất khẩu cho doanh nghiệp ít nhất khoảng chừng 20-30%. Những ngày qua, con cá tra bắt đầu bơi ngược vào thị trường nội địa nhờ những buổi kết nối như thế này. Doanh nghiệp, nhà phân phối phía Bắc vào tận miền Tây để nghe, thấy và thưởng thức sản vật đặc thù. Cái đầu tiên đó là cái thay đổi cái khẩu vị, vì là mỗi một cái vùng miền đều có những cái khẩu vị khác nhau, thì người miền Bắc thì không thích ăn ngọt, người miền Nam thì chế biến hay đưa cái ngọt vào, thì tôi nghĩ cái đấy thì cũng chắc là có thể điều chỉnh dễ dàng thôi. Thứ hai đó là cái công tác truyền thông, vì hầu hết mọi người chưa hiểu được cái giá trị của cái sản phẩm cái cá tra cá ba sa. 1.000 tấn là mục tiêu mà một doanh nghiệp ở An Giang đặt ra cho thị trường phía Bắc từ nay đến cuối năm. Cánh cửa nội địa cũng từ đây mở rộng cho con cá tra. Song song đó, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì cũng cần mở thêm những đường bơi khác lớn hơn cho mặt hàng tỷ đô. Cá tra tập trung vào Mỹ, châu Âu, ASEAN, Trung Quốc. Không phải chỉ có một thị trường nào ta tiến hành đồng thời các thị trường như tôi vừa nói. Tuy nhiên, là
tập trung sâu vào thị trường Nga để chúng ta kết nối được với một cái sản lượng lớn hơn, giá trị cao hơn. Mình thấy rằng là cái sản phẩm rất là tốt, thì mình tin rằng là kể cả là ngoài sản phẩm cá tra ra, nếu như mà có những cái sản phẩm ví dụ như là ngoài collagen ở bên đó, bên Nga cũng sẽ rất phát triển. Cũng là từ con cá tra ra thì nghĩ rằng là chắc chắn là cái sản phẩm này sẽ được tiếp nhận thôi. Với những nỗ lực từ nhiều phía, các doanh nghiệp kỳ vọng sẽ có những khởi sắc về đầu ra trong các tháng cuối năm. Đây sẽ là giải pháp giúp ngành hàng vượt khó và giữ vững mục tiêu hơn 2 tỷ đô la trong năm nay. Do sơ suất của cán bộ làm thi, sáng ngày 11 tháng 8, 123 thí sinh của 3 tỉnh Bắc Ninh, Điện Biên và Bình Phước đã phải thi lại một số môn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 bằng đề dự phòng. Tại Điện Biên, 115 thí sinh phải thi lại môn địa lý. Lỗi là trong buổi thi hôm ngày 10 tháng 8, cán bộ giám thị đã phát đề thi chậm 5 phút nhưng không bù giờ cho các em. Trong buổi thi lại sáng ngày 11 tháng 8, một số thí sinh, nhất là những thí sinh tự do, có chút lo lắng. Tuy nhiên, công tác tổ chức thi đã diễn ra suôn sẻ. Cũng thi lại môn địa lý là thí sinh duy nhất của tỉnh Bình Phước. Trước đó, cả giám thị và thí sinh này đều nhầm lẫn dẫn đến thí sinh không tham gia thi trước đó. Mặc dù chỉ có một thí sinh, nhưng các khâu an ninh, an toàn của kỳ thi đều được thực hiện nghiêm, đảm bảo đúng với quy định. Tại trường Trung học phổ thông Yên Phong 1, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, 7 thí sinh đã phải thi lại môn ngữ văn. Lỗi là do cán bộ coi thi đã ký nhầm vào ô của cán bộ chấm thi. Kết thúc 120 phút, các thí sinh cho biết đề thi gần sát với đề thi chính thức. Việt Nam có 54 dân tộc phân bố rộng khắp trên toàn lãnh thổ. Và thật khó để có thể nhớ hết tất cả tên gọi, nhớ hết các đặc điểm về trang phục của từng dân tộc. Đứng trước thực tế đó, một bạn trẻ đã tìm cách kết hợp hình ảnh của 54 dân tộc với những xu hướng mới của thế giới nhằm trẻ hóa những thông tin khô khan, giúp quảng bá và bảo tồn văn hóa Việt. Đây là hình ảnh thực tế về người Cơ Tu. Còn đây cũng là hình tượng của dân tộc này, nhưng lại được vẽ lại và thiết kế dưới dạng một biểu tượng cảm xúc hay còn gọi là emoji, có thể sử dụng trên các trang mạng xã hội. Emoji dân tộc Cơ Tu nằm trong dự án Emoji 54 dân tộc Việt Nam của Nguyễn Minh Ngọc, một bạn trẻ đam mê văn hóa Việt Nam. Anh sinh ra tại Hà Nội, hiện đang sinh sống và làm việc tại Singapore. Giới trẻ nói chung sử dụng emoji và Instagram khá là nhiều và nó trở thành như một dạng ngôn ngữ tượng hình của thời đại mới. Nhưng khi mình muốn nói về Việt Nam thì số lượng emoji về Việt Nam rất ít. Tiếp theo là về 54 dân tộc Việt Nam. Nhiều người không biết rõ về trang phục truyền thống của các dân tộc này. Vì thế mình đã vẽ các trang phục của họ và dưới dạng emoji để các bạn trẻ dễ tiếp thu. Vì sống ở Singapore nên Ngọc gặp rất nhiều khó khăn trong việc liên lạc và kết nối với những chuyên gia về trang phục 54 dân tộc ở Việt Nam. Khó khăn mình gặp đó là những dân tộc có quá nhiều thông tin và những dân tộc có quá ít thông tin. Thì mình chỉ có một cách duy nhất là đào thật sâu. Mình sẽ phải tham khảo rất nhiều nguồn, đối chiếu chúng với nhau, xem thông tin nào là chính xác. Tôi thấy là bạn ấy viết vẽ rất công phu, cũng nêu được những cái đặc trưng. Ví dụ người Thái về tàng cầu ra sao, người Hà Nhì về đội khăn nào v.v. thì đều có cái sự gia công cố gắng. Dự án sau khi hoàn thành đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của công chúng. Bài chia sẻ trên Facebook nhận được 13.000 lượt yêu thích, gần 7.000 lượt chia sẻ. Mình chỉ muốn cắt nhỏ kiến thức ra và đưa đến bạn đọc với một cái vẻ ngoài hấp dẫn một chút. Và sau khi tiếp thu thì họ sẽ có cảm hứng để tìm hiểu thêm, tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam. Và đấy chính là cái niềm tin rằng trang phục các dân tộc sẽ được sống mãi. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sau.